Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Hòa Bình, mạng người và cuộc đua quyền lực. Bình luận về phán quyết y án tử hình Hồ Duy Hải đang gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng. Nhà văn Lưu Trọng Văn, con trai nhà thơ nổi tiếng Lưu Trọng Lư đưa ra nhận định khá sốc rằng dường như ông chánh án tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình đang dùng một mạng người như một đòn phép trong cuộc đua vào Bộ Chính trị khóa 13. Điều này giúp ông vượt lên trên một nhân vật sáng giá khác là ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao. Ông Lê Minh Trí là người đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, tạo ra cơ hội cho Hồ Duy Hải. Nhưng nay, chính ông Nguyễn Hòa Bình lại là người bóp nghẹt hy vọng này. Nhà văn Lưu Trọng Văn viết trên trang Facebook cá nhân có 74.000 người theo dõi như sau: Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang vào cuộc đua quyết liệt. Các đối thủ đã tung đòn, nhưng cái ghế Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, phụ trách nội chính thì chỉ có một. Đây là hình ảnh nhà văn Lưu Trọng Văn. Theo những nguồn tin đồn đoán của dân chia sẻ thì có khả năng vào cái ghế quyền lực kia và vài ứng viên, mà trong số ứng viên sáng giá đó thì có thể là một, ngài chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958 tại Quảng Ngãi, miền Trung. Hai là ngài Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, sinh năm 1960 tại Sài Gòn, miền Nam. Nếu vị này được chọn thì nhiều khả năng vị kia sẽ phải về vườn. Phiên tòa Hồ Duy Hải đầy tai tiếng đối với ông Nguyễn Hòa Bình. Khi năm 2008 đã xảy ra vụ án thì ngài là Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra của Bộ Công an. Và năm 2011, ngài lên cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã kiến nghị lên Chủ tịch nước y án tử hình với Hồ Duy Hải. Nếu giám đốc thẩm này cho rằng vụ án Hồ Duy Hải phải điều tra lại theo yêu cầu của chính đối thủ Lê Minh Trí thì sự nghiệp của ngài coi như kết thúc, còn uy tín của đối thủ thì sẽ vù sáng. Phải chăng đó chính là nguyên nhân ngài tiếp tục trực tiếp làm chủ tọa phiên tòa để đảm bảo rằng chiến thắng sẽ là tuyệt đối? Y án tử hình chàng trai Long An bất chấp tiếng gào khóc của người mẹ để chứng minh đúng chứ không hề do cái gọi là lương tâm thức tỉnh mà bản thân không ít người đã le lói hy vọng. Và phải chăng đó cũng là lý do vì sao ngài cùng 16 thẩm phán thuộc phe ngài đã biểu quyết tán thành tuyệt đối khi khẳng định kiến nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mà ngài Lê Minh Trí là viện trưởng xét xử lại vụ án Hồ Duy Hải là trái pháp luật, một việc chưa từng có ở các phiên tòa tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ngày 17 trên 17 vị thẩm phán đã biểu quyết tán thành tuyệt đối với tỷ lệ 100% y án tử hình Hồ Duy Hải, kể cả ý kiến cho rằng kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật. Chắc chắn giờ này sau phiên tòa toàn thắng, ngài đang hả hê, chí kém, chí làm trái pháp luật, chí phải mất chí, bình giỏi, bình tuân thủ pháp luật, bình phải bình. Rốt cuộc, ngài vì công lý, vì dân, vì luật hay vì cái gì vậy? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Một nhà lý luận có uy tín của đảng vừa gửi cho ông một số bài viết về công tác nhân sự và clip phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng về vấn đề chọn nhân sự lãnh đạo. Nhà văn Lưu Trọng Văn quen tự xưng mình là gã, ông viết tiếp như sau. Gã trả lời, vấn đề mấu chốt nhất của nhân sự trong giai đoạn này chính là thượng tôn pháp luật. Vụ Hồ Duy Hải với xét xử của 17 trên 17 thẩm phán tối cao, trong đó có Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình là điển hình của một loại lãnh đạo bất chấp pháp luật. Luật mà chính các quan tòa tối cao không biết hoặc bất chấp là điển hình của lỗ hổng của các nguyên tắc lựa chọn nhân sự hiện nay. Rõ ràng, bác cả Trọng không thể làm công tác nhân sự tốt cho Đại hội Đảng lần thứ 13 nếu chính bác ấy không nhận ra cái thước đo cốt lõi của nhân sự là hiểu biết pháp luật và thượng tôn pháp luật. Và bác ấy nếu thật sự vì dân, vì nước sẽ cô độc, không đủ sức loại ra những kẻ bất chấp pháp luật, đi lên nhờ chạy chức, chạy quyền và lợi ích nhóm hiện đang dày đặc trong guồng máy và không đủ tinh tường tìm ra những người lãnh đạo dám thanh thản, thề thượng tôn pháp luật và hành động đúng pháp luật, nếu không lấy công luận và phản biện của nhân dân làm đồng minh vào lúc này. Và vào chiều ngày 8 tháng 5 đã kết thúc phiên giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ tọa cùng các thành viên trong hội đồng thẩm phán đã giơ tay biểu quyết tuyên y án tử tù Hồ Duy Hải, đã khiến nhiều người cho rằng việc phán quyết này là không vô tư, thiếu tính độc lập trong xét xử vì
năm 2011, chính ông Nguyễn Hòa Bình, thời điểm này đang giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đã ra lệnh quyết định không kháng nghị vụ Hồ Duy Hải sau khi có đơn kêu oan của bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hải. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình đã nắm cả 3 chức vụ điều tra, truy tố và nay là xét xử trong suốt quá trình 13 năm giải quyết án oan Hồ Duy Hải. Khi vụ án đang điều tra thì ông là Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra của Bộ Công an. Ông làm ngơ việc cấp dưới đem dao thớt ở chợ về làm vật chứng. Khi làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông đã bác bỏ kháng nghị vụ án. Nay làm chánh án, chủ tọa của phiên tòa, giám đốc thẩm, ông tiếp tục bỏ qua mọi thứ căn cứ lùng củng, thiếu thuyết phục để buộc Hồ Duy Hải phải chết. Các thành viên của hội đồng thẩm phán đều chịu áp lực vì là cấp dưới của ông Nguyễn Hòa Bình. Ngoài ra, 17 trên 17 thành viên của hội đồng thẩm phán cùng biểu quyết cho rằng kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật, cũng khiến nhiều người đặt nghi vấn. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến xung quanh những vấn đề này. Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, khi chánh án Tòa án Nhân dân tối cao từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, là người trực tiếp không kháng nghị vụ việc, mà bây giờ lại ngồi ghế chủ tọa để xét xử, thì đương nhiên xã hội, người dân, cử tri có quyền nghi ngờ tính công minh, thiên vị, vô tư của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Nghi ngờ về việc mang tính định kiến khiến tư pháp vào ghế chủ tọa. Trước phiên xử, người dân đã đặt câu hỏi liệu chánh án Nguyễn Hòa Bình có vượt qua được chính bản thân mình hay không. Thì đến bây giờ, với tất cả tình tiết, diễn biến của phiên xử, cả xã hội đều cho rằng việc kết luận Hồ Duy Hải có tội là một sự khiên cưỡng. Cũng theo ông Lưu Bình Nhưỡng, quá trình điều tra vụ án đã không đến nơi đến chốn, có sai sót. Nhiều tình tiết vụ án chưa được làm rõ như vết máu, dấu vân tay, công cụ phạm tội như thớt, dao, toàn những thứ mua ở chợ mang về, hay chi tiết Nguyễn Văn Nghị, người tình nghi lớn nhất lại không được đưa vào vụ án. Về việc hội đồng thẩm phán đưa ra biểu quyết khẳng định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật, ông Nhưỡng cho rằng điều này là không có cơ sở. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người nổi tiếng với những phát biểu thẳng thắn giữa nghị trường. Và ông nói tiếp: "Tôi đề nghị chánh án Nguyễn Hòa Bình giải thích có điều luật nào cho phép đi biểu quyết một kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật hay không? Và hình thức xử lý đối với kháng nghị không đúng pháp luật này là gì?" Ông Lưu Bình Nhưỡng nói và yêu cầu chánh án Nguyễn Hòa Bình báo cáo trước Quốc hội để xem xét. Về việc 17 thẩm phán cùng biểu quyết y án tử tù Hồ Duy Hải liệu có công bằng, có đại diện cho công lý? Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: "Tôi nhìn con số 17 trên 17, tôi không dám võ đoán, nhưng mà nhiều người họ cũng nói với tôi là không phải hoàn toàn 17 trên 17 đều biểu quyết. Có những người biểu quyết là do bắt buộc. Có ai lại dám không biểu quyết trước mặt chánh án Tòa án Nhân dân tối cao là thủ trưởng của chính mình hay không? Và người dân cũng đang nghi ngờ về tính độc lập của thẩm phán. Tôi đã phát biểu tại kỳ họp Quốc hội, kỳ họp thứ tư của Quốc hội, và tôi chắc rằng nếu thẩm phán Việt Nam không đủ bản lĩnh, không độc lập, thì đó là một điều đáng buồn. Đó không còn là một nền tư pháp nữa, vì độc lập là cốt lõi của nền tư pháp. Không độc lập thì rất khó. Như vậy, án oan sai về dân sự, hình sự sẽ tiếp tục tăng." Nói về tính độc lập của tư pháp, ông Nhưỡng cho hay bản thân thẩm phán phải độc lập, không chịu bất cứ chỉ đạo nào, cho dù ở cấp ủy, cho dù ở thủ trưởng của cơ quan mình. Tòa án cấp huyện không phải là cấp dưới của tòa án cấp tỉnh. Tòa án cấp tỉnh không phải là cấp dưới của tòa án cấp cao. Tòa án cấp cao không phải là cấp dưới của tòa án tối cao. Mỗi tòa án là thực thể độc lập. Mỗi thẩm phán, mỗi hội đồng thẩm của nhân dân là một thực thể độc lập. Mỗi hội đồng xét xử là một thực thể độc lập. Do đó, theo ông Lưu Bình Nhưỡng, cần phải bàn tính độc lập giữa nền tư pháp, mà có muốn có tính độc lập thì phải có kiến thức, thái độ và kỹ năng. Và tôi có hỏi một số người, nếu trường hợp ông là thẩm phán tối cao ngồi ở đấy, thì ông có biểu quyết theo không? Họ bảo họ không thể không biểu quyết, không thể làm trái được, ông Nhưỡng nói. Tại Hà Nội, tiến sĩ luật Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội, kiến nghị Quốc hội giám sát tối cao vụ án Hồ Duy Hải bởi cho rằng không đơn giản là xem xét tính mạng một con người. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội, tiến sĩ luật Lê Thanh Vân. Vào ngày 8 tháng 5, sau quyết định giám đốc thẩm, ông Lê Thanh Vân đã kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội đề xuất Ủy ban Thường vụ hoặc Quốc hội vào cuộc ngay để giám sát tối cao với vụ án. Ông đánh giá thế nào về quyết định của Quốc hội, của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao trong vụ án Hồ Duy Hải? Phóng viên đặt một câu hỏi như vậy. Ông nói,
Tôi cho rằng quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao trong phiên giám đốc thẩm giải quyết không thỏa đáng các căn cứ của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đưa ra trong kháng nghị. Khi theo dõi vụ án này, tôi chưa từng để cảm xúc lấn át ý chí. Tâm hồn tôi luôn cầu mong mỗi oan khuất của hai cô gái chết trẻ phải được làm rõ và thân nhân của họ tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Kẻ thủ ác phải bị trừng trị đích đáng, xong phải đúng người, đúng tội. Và quyết định giám đốc thẩm nhận định có sai sót trong quá trình tố tụng nhưng không hủy án để điều tra lại, ông đánh giá thế nào? Phóng viên đặt câu hỏi tiếp theo. Điều này tạo tiền lệ không tốt cho trình tự tố tụng với những vụ án sau này. Không tốt về mặt tiền lệ vì người ta cho rằng sai phạm trong tố tụng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án, từ đó có thể chủ quan, xem thường quy trình tố tụng. Và ông nói tiếp, tôi cho rằng Quốc hội cũng cần phải giám sát, lập luận, sai sót trong quá trình điều tra, nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không đề cập việc Hải bị oan mà chỉ kiến nghị yêu cầu xem xét lại đúng pháp luật các diễn biến của vụ án. Tôi và nhiều người khác cũng yêu cầu vụ việc phải được xử lý theo trình tự và căn cứ vào pháp luật một cách thuyết phục, chứ chưa bình luận Hải có oan hay không. Quá nhiều thủ tục tố tụng vi phạm vì vụ án cần được điều tra lại. Hơn nữa, cơ quan tố tụng phải tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội đã được quy định tại Điều 31 của Hiến pháp và Điều 13 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự, nghiêm cấm suy luận chủ quan dễ dẫn đến hàm oan cho người vô tội. Và sau quyết định giám đốc thẩm, vụ án có thể được xem xét theo quy trình nào? Phóng viên tiếp tục đọc câu hỏi. Đại biểu Quốc hội để nói tiếp, tôi cho rằng vẫn cần có thể áp dụng trình tự tố tụng đặc biệt để xem xét bản án giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán. Theo Điều 404 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Ủy ban Thường vụ, Ủy ban Tư pháp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có quyền yêu cầu xem xét lại. Bằng phương pháp loại trừ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa đưa ra kháng nghị, Chánh án là chủ tọa hội đồng xét xử vừa diễn ra, vậy chỉ còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tư pháp. Trong đó, Ủy ban Tư pháp đã vào cuộc vào năm 2015, nên tôi đề nghị Thường vụ Quốc hội giám sát vụ này để từ đó yêu cầu Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử lại. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, bên ngoài của tòa án đang gào khóc trong tuyệt vọng sau khi biết phán quyết của tòa giữ nguyên án tử hình với con trai của mình. Căn cứ vào yêu cầu xét xử lại đã có vi phạm nghiêm trọng, tố tụng dẫn đến việc xem xét thiếu khách quan hoặc có tình tiết thay đổi bản chất vụ án. Bên cạnh đó, tính khách quan của phiên tòa giám đốc thẩm cần được đảm bảo vì Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vào năm 2011 là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ký bản không kháng nghị, tức là khẳng định vụ án đã đúng người, đúng tội. Và Ủy ban Thường vụ có thể là một chủ thể giúp Quốc hội giám sát tối cao đối với hoạt động xét xử nói chung và của tòa án nói riêng với vụ án này. Ngoài ra, theo thủ tục tố tụng đặc biệt, Ủy ban Thường vụ có quyền yêu cầu Hội đồng Thẩm phán xem xét lại bản án. Trước đây, Quốc hội khóa 11 cũng đã từng lật lại một vụ án oan sai như vậy. Và ông thấy cần phải rút ra điều gì? Phóng viên đặt tiếp câu hỏi. Đại biểu Quốc hội nói tiếp. Đó là bài học về tuân thủ pháp luật, nghĩa là từ bước đầu tiên của quá trình điều tra đến khâu cuối cùng là xét xử, pháp luật phải được thực thi cẩn trọng từng ly từng tí, nhất là vụ án hình sự. Bài học thứ hai, đó là sự giám sát của cơ quan chức năng với hoạt động tư pháp, đặc biệt là vai trò giám sát của nhân dân, phương tiện truyền thông. Quá trình tố tụng phải minh bạch, có sự tham gia của các thành phần theo luật định, phải bình đẳng, công khai, có mặt luật sư, người bào chữa ngay từ đầu để tránh bức cung, nhục hình, thay đổi hiện trường, thay đổi vật chứng. Cán bộ điều tra phải có đầy đủ năng lực để thu thập chứng cứ, bảo vệ hiện trường. Vụ Hồ Duy Hải không chỉ đơn giản là xem xét tính mạng một con người, nền tư pháp phải tuân theo pháp luật một cách độc lập. Ông đã thực hiện quyền giám sát của đại biểu Quốc hội với vụ án như này như thế nào? Phóng viên đặt câu hỏi. Vị đại biểu Quốc hội này nói tiếp, tôi đã thực hiện quyền giám sát, đã kiến nghị Chủ tịch Quốc hội xem xét đưa hoạt động giám sát của Quốc hội đối với hoạt động của tòa án thông qua vụ án. Tôi sẽ kiên trì bảo vệ quan điểm đấy để xúc tiến và sớm đưa vào hoạt động giám sát đáp ứng sự mong đợi của người dân hiện nay. Vụ việc này dù đúng sai thế nào thì trước hết các cơ quan tố tụng phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, sau đó mới đánh giá yếu tố chứng cứ, vật chứng, đánh giá yếu tố cấu thành tội phạm. Và nếu vụ việc một lần nữa được xem xét lại thấu đáo thì đây lại trở thành một phán quyết cuối cùng với sinh mạng chính trị của ông Nguyễn Hòa Bình. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020 với bản tin Mạng người và cuộc đua quyền lực. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết
và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.